nè, em hái mấy trái cứng rồi chứ mấy trái khô không có hái nè. Vô đây đủ rồi, tôi đủ rồi. Con vegan nó cứ đang chỗ này okay. Cái dàn đây là dàn mướp, dàn bạc, dàn mướp với dàn bí đao của mình nè, mướp ra trái nè. Bầu á. À trời. Bí đao nè, bí đao nè. Đây là bí đao. Trái nhiều lắm. Bí đao nè. Hay quá trời mà ăn đâu hết. Thôi đứng đây, làm lên đây nè. Quá trời này. Đây. Đó, thấy không? Nhiều đó. Làm trái đó cũng được. Mày qua đây nè em nè, quá trời nè. Wow, ở dưới này nữa nè. Nè. Ừ. Tá mướp. Cái này là hồi nãy mà. Ừ. Này là bí đao, cái này bí đao. Oh wow, trái bên kia nó bự kìa, trái bí đao bên kia nó bự nè. Cái này nó bự nè. Mình không thấy. Cái bí đao này nó bự mà mình không thấy nè. Oh, thấy bự không? Cái nào nó bự. Đâu, phải cho chủ chờ phải cho nó xong. Đây. Mướp. Giờ đi hái về tối nó xào. Mà bí đao thì chắc nấu nước uống hả? Cái vàng bí của mình á. Mấy nhà ở Mỹ nha, không phải ở Việt Nam nha. Con bò lùm lùm mấy người. Wow. Qua bên kia coi thì có mướp nè, trái mướp nè không? Mướp thì nên ra ít trái hơn bí đao trái nhiều hơn. Mướp nó cũng có nhưng mà ít hơn. Cũng ra nhưng mà ít trái. Mướp thì mình xào dễ ăn. Còn bí đao thì là. Ồ đây nè, đây nè. Nè, đây nó nè. Đây nè. Nằm trong lá đó, mình không thấy, khó thấy. Ờ đó, nó nằm thấy không? Nó nằm trong lá, khó thấy. Khó thấy đó, cái vàng của mình đó. Bây giờ anh lấp ở trong, không thấy. Ăn phải tìm. Coi có trong này có không. Đây là nó ra trái nè. Ra trái nhưng mà chắc cũng trái đó chắc cỡ cũng tuần mang được. Nó vàng bự vậy đó. Bên cạnh thì nó có cây táo tàu. Táo tàu bây giờ nó cũng còn trái thôi, nó đem nó khô hết rồi, ăn không hết rồi, để nó khô hết rồi. Cũng còn trái ít là nó rụng rồi không hết. Giờ thì qua mướp táo tàu này cũng còn trái nè. Nó cũng còn nè. Rồi. Ngon lắm á, ngọt sợ cả.
ngọt, ngọt như mật ong vậy, rít cái miệng luôn á. Đó là nguyên cái dàn bầu vậy, dàn mướp với bí đao mình trồng chung. Ồ mà nó xanh rì luôn. Cái này là organic nha, không phân không lạc vậy đó, nó chỉ đất thôi đó mà nó tốt vậy đó, đất với nước thôi. Ok, bye mọi người nha.